lắm. Nhưng mà lúc sau cái bắt đầu mình lố kiếm qua. Lý do mình lố dần. Mình lên kế hoạch, mình nói là mình phải mình chơi lâu lâu, cái bắt đầu lý do là nhà đóng cửa đồ, cái bắt đầu là mình không có về được thì phải xin ở lại. Mấy lần cái mình cứ vậy mà không có thấy nghe ngỏ lời kêu thôi ở lại đi về khuya nguy hiểm cái gì đó, giấu luôn. Đưa tới cái hẻm rồi thôi, không có chị ở phòng trọ chỗ nào luôn, nói anh dừng ở đó đi, anh đi về đi, em tự đi vô. Nghe trong suốt 7 ngày là cứ phải như vậy đó đúng không? Dạ, sau đó nữa sau cũng thì thời gian lâu nữa. Lâu lại nhiêu? Chắc cũng mấy tháng sau. Mấy tháng sau thì là lâu thiệt. Trong mấy tháng sau đó là ngày nào cũng phải từ Gò Vấp chạy lên quận 1 hết mà. Lúc đó không biết sao chắc tình yêu nó mãnh liệt. Cỡ nào xa cỡ nào cũng đi hết. Mà đó là ở nhà, là ở trong phòng á, là ở chung bà ngoại, tại có nhiệm vụ là chăm ngoại. Thì hôm nào mà đi khuya hay về là bà ngoại biết hết trơn. Bà ngoại nói là mày nha, không về mày hôm nay xong mày đi về trễ quá vậy ha. Cái lén lén cái bữa đó lấy hết can đảm luôn rồi, lì lì ngồi sau, ngồi ở công viên không chịu về. Khoảng ba giờ rồi nói thôi trễ rồi, cũng xin ở lại đồ, mới đầu cũng ngại không cho ghé. Rồi bắt đầu xin nói, mình nói riết cái chị thấy chắc là cũng tội nghiệp, chị cho ở lại. Nói ngủ vui không? Vui. Ngủ mà không làm gì hết trơn á, ngủ chung vậy thôi. Hai đứa chính thức thì sau đó bao nhiêu lâu thì coi như là thực sự là của nhau? Mình có sống thử trước không? Có chứ. Trời, giống nàng tiên cá quá. Mời hai đứa giới thiệu về mình. Dạ, trước khi giới thiệu thì con xin chào cô Hồng Giang, chào anh Quốc Thuận. Dạ, con tên là Dương Thị Tuyết Nhi, sinh năm 1998. Hiện tại là con ở Sài Gòn, con làm việc ở Sài Gòn. Như làm gì con? Dạ, con bán hàng ở shop à. À, bán hàng sao? Bán hàng gì? Dạ, bán hàng thời trang cho chồng con. À, bán hàng thời trang cho chồng con. Có nghĩa là chồng con chủ shop. Cấp trên con. Làm cấp trên của con đúng không? Rồi, ông chủ shop giới thiệu gì ông chủ shop? Dạ, chào anh Quốc Thần, chào cô Hồng Vân. Chào khán giả chương trình. Con tên là Phú. Con sinh năm 1993. Phú. Ở xã Lộc An, huyện Đức Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đang làm việc trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau là ở đâu, và ấn tượng đầu tiên của hai đứa về nhau như thế nào? Nhi có là cô làm thiết kế ở trong cửa hàng luôn. Có cô làm thiết kế thì cô cứ suốt ngày nói ta có cháu gái đẹp lắm, dễ thương lắm, cứ nói này nọ. Nhưng mà lúc đó thì con cũng đang có bạn gái rồi, nên cũng không có quan tâm lắm, bỏ qua. Thời gian sau thì hai đứa có lục đục gì đó rồi bắt đầu chia tay. Thì cô lại nói nữa. Đó là shop đang có ý định là đang tuyển nhân viên vào làm. Thì bắt đầu là xin số Zalo của bạn rồi nhắn tin. Mới đầu chỉ là nghĩ tới công việc, nhưng mà cái bắt đầu thấy ảnh rồi thấy xinh quá, dễ thương quá, thì chắc cũng ra làm quen coi như thế nào. Nhắn tin qua cái kiểu rồi gọi suốt ngày, nói em có rảnh không thì ra uống cà phê nói chuyện. Thì không bao giờ đi hết. Khi mà giới thiệu là con chỉ có nói chuyện qua điện thoại với bạn này thôi. Dạ, rồi có thể là nói bằng FaceTime hay là Zalo. Nói Zalo nhắn tin thôi cô. Tức là ảnh đã thấy mặt trên hình Zalo rồi. Còn con là con cũng thấy mặt trên Zalo rồi. Mà con không phải tìm trên Zalo không đâu, con phải tìm Facebook nữa. Tức là con phải tra xác hết từng người. Nhưng mà ông này như sao? Đuổi con mà con chưa có đồng ý đúng không? Đúng rồi. Lên giá lên đó cô. Con biết sao vô Zalo thì vô Facebook thì coi trang phép cá nhân của con thôi, mà tìm tới chị nè, mẹ nè, anh nè, bạn bè mà. Như ai vậy thì coi. Anh đoán là có thể là bà cô bà gì gì đó cũng đã ngỏ lời trước giới thiệu về người đàn ông này. Dạ đúng rồi. Sau bao lâu thì hai đứa gặp nhau trực tiếp ở ngoài đời? Bao lâu anh nhỉ? Năm ngày rồi. Nhắn tin 5 ngày là xa xôi mà ngày. Nó tưởng tôi tưởng 5-6 tháng, 5-6 năm. Em tưởng 5 năm, năm không ngày đấy. Thôi nó lâu thiệt là lâu. Lâu thì là lâu mới gặp à. Tại vì đấy ngày nào cũng nhắn tin hết á. Cái bắt đầu 5 ngày sau cũng tình cờ thôi, là con có công việc ra ngoài, đang đi chạy ra ngoài đường. Cái cô này cái nhắn tin qua là ba mẹ có dưới quê có gửi đồ lên, thì nhờ chở ra bến xe. Thì mình đang sẵn trên ngoài đường cái chạy qua luôn. Rồi khi gặp mặt ở ngoài đời thì như thế nào nè? Dạ, trong hình á thì dễ thương lắm. Ra ngoài thì ăn mặc rất là cá tính, sexy. Nhìn hút lắm, mình thấy gái mà mình mê liền. Rồi ngược lại còn em thì sao? Dạ, con không quan tâm gì hết. Sao vậy?
tại vì lúc bữa đó là ảnh mặc quần cụt mà ảnh mặc áo thùng á, ảnh đi ra ảnh rước con mà con thấy con ấn tượng chứ nhìn trên hình Zalo chứ ngoài con vỡ mộng luôn. Mà bữa đó con giỏi lắm cô, bữa đó là con make up làm tóc làm tai đồ đậm đồ kia, rồi con mặc áo cúp ngực nữa, rồi con mặc quần gợn hở gốn nữa. Có nhìn được ngay ngày đầu tiên là con kèo trên trước đã. Dạ rồi. Dạ. Rồi xong sao nữa? Mà chở đi đâu nè? Chở qua bến xe rồi nói chuyện, là thấy cô này nói chuyện cũng gọi là thân thiện, nhưng mới đầu gặp thì cũng sôi nổi nữa. Dạ. Đó. Có cuốn hút, có cảm giác, rồi bắt đầu về nhà mới là lên kế hoạch cua. Rồi dạ. Sau đó kế hoạch nó như là bao lâu thì mới cua dính cô gái này? Dạ cũng nhanh lắm à. Còn đánh nhanh rút gọn chắc cũng cỡ tuần à. Trời ơi. 7 ngày. 7 ngày thôi chị. Trời ơi thiệt. Có nghĩa là vỏn vẹn từ lúc biết cho đến cua dính là có 12 ngày. Dạ trời giỏi. Không phải là đơn thuần là 12 ngày đâu cô, mà tại vì á là lúc đó là con đang độc thân. Tại vì con lên Sài Gòn là con độc thân lâu quá rồi, mấy năm lận. Cái rồi ổng thấy ơi nhắn tin cũng hỏi thăm mình cái kiểu, nên nói thôi kệ, quen đại đi, quen chơi thôi. Con không cần điện hộ bởi vì vợ chồng con là ông Tơ Ba Nguyên. Ông đã nghĩa là dệt rồi, cho nên con không có lọt khỏi nhau nữa, đúng không? Người trong 7 ngày đó là có tấn công dồn dập rồi. Dạ ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Ngoài nhắn tin hỏi thăm ra còn có đi chơi chung không? Dạ, đi chơi riêng không? Ngày nào cũng đi hết. Có đi khuya không? Mới đầu á thì đi về đúng giờ lắm. Nhưng mà lúc sau cái bắt đầu mình lố kiếm lý do, mình lên kế hoạch, mình nói là mình phải ở, mình chơi lâu lâu, cái bắt đầu lý do là nhà đóng cửa đồ, cái bắt đầu là mình không có về được thì phải xin ở lại. Mấy lần cái mình cứ vậy mà không có thấy nghe ngỏ lời kêu thôi ở lại đi về khuya nguy hiểm đâu cái gì chịu. Đó giấu luôn. Dạ. Là đưa tới cái hẻm rồi thôi, không có chị ở phòng trọ chỗ nào luôn, nói anh dừng ở đó đi rồi anh đi về để em tự đi vô. Nghe là trong suốt 7 ngày là cứ phải như vậy đó đúng không? Dạ sau đó nữa, sau cũng thì thời gian lâu nữa. Lâu lại nhiêu? Chắc cũng mấy tháng sau. Mấy tháng sau. Thì là lâu thiệt. Trong mấy tháng sau đó là ngày nào con cũng phải từ Gò Vấp chạy lên quận 1 hết mà. Lúc đó không biết sao chắc tình yêu nó mãnh liệt. Cỡ nào xa cỡ nào cũng đi hết. Mà đó là ở nhà, là ở trong phòng á, là ở chung bà ngoại, tại có nhiệm vụ là chăm ngoại. Thì hôm nào mà đi khuya hay về là bà ngoại biết hết trơn. Bà ngoại nói là mày nha, không về mày hôm nay sao mày đi về trễ quá vậy ha. Cái lén lén cái bữa đó lấy hết can đảm luôn rồi, lì lì ngồi sau, ngồi ở công viên không chịu về. Khoảng ba giờ rồi nói thôi trễ rồi cũng xin ở lại đồ, mới đầu cũng ngại không cho ghé, rồi bắt đầu xin nói, mình nói riết cái chị thấy chắc là cũng tội nghiệp chị cho ở lại. Nói ngủ vui không? Vui. Ngủ mà không làm gì hết trơn á, ngủ chung vậy thôi. Hai đứa chính thức thì sau đó bao nhiêu lâu thì coi như là thực sự là của nhau? Mình có sống thử trước không? Đó, có chứ. Trước khi cưới thì mấy đứa, hai đứa có ở với nhau hơn năm á. Hơn năm. Hồi xưa cái lúc mà lần đầu tiên về á, quen mới mấy tháng á là đòi về nhà gia đình rồi, cũng xác định là muốn cưới vợ. Thì cũng nói với gia đình là xin về, thì gia đình cũng nói thôi để tìm hiểu thời gian đi, mình lớn mình tự quyết định thôi. Thì cái bữa đó là xin về ngày 5 tháng 5, là xin về quê nhà Tết nửa năm, về quê vợ chơi. Thì về dưới thì gặp ba má vợ thì thấy thích lắm. Ông bà rất là hiền. Ba thì cứ dặn là con nha, ở dưới quê là khó lắm, đừng có gì để làm cho bác xấu hổ nha. Hai đứa nhớ dặn trước á. Dạ, dặn trước á. Dặn trước nhưng mà dặn không nghe lời. Con tim thì muốn dặn nhưng bản năng thì dặn không có được. Ba má cũng bỏ qua cho sách nhỏ. Giờ mới nói ba mẹ biết á, ba mẹ giấu tới giờ luôn. Bây giờ mới ba mẹ mới biết. Dạ đúng rồi, chừng nào phát sóng là ba mẹ sẽ biết. Đúng không, ba mẹ hiểu. Bỏ qua. Mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi. Cái giai đoạn mà ở sống thử vợ có ghen không? Dạ con không có ghen. Giận hờn có nhau dạ, rồi, kia. Giận hờn là hàng ngày luôn, cứ tại nhỏ quá mà. Dạ chuyện nhỏ. Lớn chuyện lớn cũng giận, chuyện nhỏ cũng giận, trời nóng cũng giận mà trời lạnh cũng giận. Mà mỗi lần giận như vậy là cái cơn của cổ như thế nào? Dễ sợ lắm, cứ hùng hổ rồi lên rồi có lớn đuổi, tiếng có nào đuổi em không? Có, tới giận là đuổi đi về, không đi về đi. Mà em có gom quần áo đi không? Dạ không, ở lì mình đuổi đuổi đúng không? Đúng rồi, năm Duy mà lôi ra không chịu luôn. Cái bắt đầu ở lì chùm mình kính hết luôn, không đi, tôi ở đây là cái bắt đầu giận quá không biết làm sao, xanh tím mặt, cái bắt đầu nghĩ ra, cái bắt đầu xách
xách đồ đi, bỏ đi. Ảnh không đi, mình đi. Bỏ đi, cái bắt đầu mình đi. Nghĩa theo mình coi đi đâu, ai nhà xách xe đi thiệt. Cái bắt đầu mình đặt đặt chạy xuống lấy xe chạy theo kiếm. Mà lúc đó 1-2 giờ đêm rồi, 1-2 giờ đêm, 2-3 giờ đêm rồi. Không phải là kiểu như 8-9 giờ tối mà rồi. Cuối cùng là con có quay về không? Đó. Nói chung là tại vì con cớ, con ra, con đi ra để ảnh kiếm rồi. Còn ảnh thương con không á. Thử lòng thôi đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đó là chúa cuối kiểu như là mình đã ở chung rồi đó. Mình xác định được ông này không có thương mình thiệt hay là không. Cuối cùng thấy cũng quá theo mình rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, hai đứa mới cưới được 5 tháng. 5 tháng vậy đó hả? Quá son. Quá son đúng dạ. không? Dạ. Sau khi hôn nhân là vỡ mộng không? Có thấy được loài một số tật xấu đáng kể dạ, không? Vỡ mộng toàn tập luôn. Mới đầu á thì ở sống thử á, vợ xiên lắm. Rồi suốt ngày giặt đồ, đồ thấy giặt tay đồ không mà. Cũng nói, ủa? Con thì nói thấy đồ nhiều quá, nói em đi ra, em ra ngoài tiệm giặt cho nó khỏe chứ sao có giặt tay không? Em giặt cho nó sạch chứ ra điện giặt không sạch. Còn bây giờ? Còn bây giờ là hả, có máy giặt luôn mà cũng không thèm giặt. Không giặt luôn dạ. Con là người giặt à? Không, con lôi không lôi luôn. Kéo lên kêu giặt đồ đi rồi hai vợ chồng cùng leo. Giặt cùng phơi à, tại vì hồi xưa là thấy là mình chưa kết hôn, mình ở mình thì mình tự mình lo, mình cố gắng mình lo cho mình. Bây giờ có chồng rồi mình kiểu như là mình nậm nũng chồng á. Nũng chồng nó nũng nhẽo đồ ha. Dạ đúng rồi. Rồi tật xấu gì nữa? Vợ thì giống như là cái chuyện vợ biết á, mà cũng biết ít thôi, mà giống như là mình là rành rỗi lắm, mình giỏi lắm á. Nhiều khi vô nấu ăn á, thấy ủa sao cô này lạ ta, vô nấu ăn mà không biết nấu gì trơn hết á. Vô cũng biết nấu nhưng mà kiểu cái cách nó nấu nó không có đúng á. Mình thấy mình vừa cũng thương thương cái mình bay vô mình làm hết. Dành làm hết luôn. Rồi. Nên là không biết nấu nướng đúng dạ, không? Dạ cũng dở trong việc nấu tại nướng. Tại hồi xưa là con có nấu cho ba mẹ con có đi mạng thì ở nhà con nấu làm hết. Mà tại vì cái kiểu cách nấu của con khác cách nấu của ảnh rồi ảnh không chấp nhận được, nó thôi anh làm đi em học theo luôn cho rồi. Rồi nhưng mà cách nấu là một chuyện, nhưng mà cái món ăn con nấu á chồng con ăn được không? Lần đầu tiên về nhà mới thật sự luôn nấu một canh bí gọi là tổ chát xíu, nó hơi mặn tại con để 4 muỗng muối lên. Một nồi canh hai đứa ăn mà nó để 4 muỗng muối là hiểu giờ. Tôi ăn vô chắc lên máu luôn. Chỉ có một lần đó thôi, còn lần sau là con làm bớt lại, con nhặt nhặt như vừa lại. Rồi anh hỏi nè, còn trẻ như vậy chắc là hay mua sắm online này nọ đồ có không? Dạ vợ là nghiện luôn. Cứ đang lướt mà Facebook mình lên mình lướt Facebook, mình cũng hay nghiện Facebook, mình lên mình lướt coi có gì mới không, là thấy ủa sao cái cô nào xinh quá mặc đồ đẹp quá, kéo xuống comment liền đó, chốt là giờ bao nhiêu tiền vậy chị, mẫu này có mấy màu là biết rồi. Xong cứ là bắt nhận hàng miết, nhưng mà nhiều khi công việc mà đi ra ngoài hay là gì đó là không nhận được. Nhưng mà con có mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong là vợ sẽ lắng nghe, nhiều khi lắng nghe chồng nhiều hơn. Đừng có vội quá, nóng quá, sống vội quá. Nhiều khi trẻ hơi sống hơi vội. Giờ con giờ đỡ rồi. Nghĩa là chịu lắng nghe. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Tật xấu anh ấy là gì nè? Tật xấu à? Chồng em là tuyệt vời rồi. Tại ảnh cái gì cũng biết chứ. Không rượu bia, không gái gú, không cờ bạc. Rồi là nói chung là người của gia đình. Người đàn ông không có tật xấu luôn. À, có hai lần thôi, nhưng mà có hai cái thôi. Đầu tiên là đi muộn. Hồi xưa là chưa cưới. Trễ giờ như thun. Dạ đúng rồi. Hồi xưa là chưa cưới là 9 giờ là nhiều khi 8 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ 45 tới rồi. Còn bây giờ ha, 9 giờ rưỡi mới tới, 9 giờ 20, 9 giờ 15 mới tới. Còn hết chờ mòn mỏi. Dạ đúng rồi. Đó. Con chờ mòn mỏi để mà con đói bụng nó, chịu con đâu ăn chịu, 9 giờ sau 9 giờ cũng mới ăn. Rồi tật xấu thứ hai là anh ngủ á. Tối á, ngủ là hai chồng ôm nhau ngủ vậy đó. Cái tờ mờ sáng cái mở mắt ra ổng đâu mất tiêu rồi. Ổng đầu tuốt ở dưới chân con. Mà ổng xa nhiều vợ hơn cánh tay của con luôn. Con không biết nữa. Ngủ theo tư thế mà là la bàn. Kim đồng hồ. Đúng rồi, vòng vòng á. Trái đất lan ổng. Mà cái đó chắc không phải thật xấu. Tại vì dạ. Mình không có kiểm soát được trong cái giấc ngủ mình làm gì. Dạ. Con mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Chồng con hả? Tại vì bây giờ là thời điểm con có hai kiểu nhạy cảm á. Cho nên là nhiều khi muốn chồng quan tâm nhiều hơn xíu. Không, em đang có thai, có mẹ à? Dạ đúng rồi. Là được mấy rồi? Gần cũng... tháng rồi. Chúc mừng. Tháng. Có bị ống nghén không? Dạ không, con bị nhạy cảm về cảm xúc thôi. Rồi không. Nghén về cảm xúc không? Nó có mấy trường hợp nghén đó con. Dạ. Nhưng mà đừng nghén nóng về lương thực, nghén về thực phẩm, nghén về mùi vị, dạ. Nghén về cảm xúc, nghén dạ. về thị giác nữa. Đúng em biết cái vụ đó không? Nghén thì nhìn ai cũng muốn ói đó. Thiệt. Nhưng mà trong cái giai đoạn này hạn chế phải kìm lại cái cảm xúc. Dạ. Bây giờ cô nói nè, con là mới có 20 mấy, 22 Dạ.
cái thời điểm này đúng là thời điểm nhạy cảm nhất, mà nhất là bạn này là nhạy cảm về cảm xúc nữa nè. Cho nên là cái gì nó cũng có thể nóng được, cái gì nó cũng có thể buồn được, cái gì nó cũng có thể khóc được. Tự nhiên nó khóc vậy đó, nhớ chuyện buồn sao. Cái đó nó không phải là do cố tình nha con. Nó là nó bị liên quan đến vấn đề là về cái tâm sinh lý đó, bản năng á, nó ngộ lắm, mình kèm có được. Trong thời điểm này theo cô thì con nên quan tâm nhiều một chút nè, nhịn nhiều một chút xíu. Để đến khi mà sanh em bé ra, như chưa nha, sanh em bé ra còn một năm cho cái sự mà đó, gọi là thay đổi ngược trở lại cái nội tiết tố đó nữa. Mà con mà không quan tâm là bị trầm cảm đó. Phải hết sức quan tâm nha. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình.